Nếu mà qua trình bày với nó luôn á. Trình. À, chết cha, chị quên luôn kìa. Cái chị không nhớ luôn á. Thôi lỡ rồi. Chờ thêm 10 phút nữa. Thôi 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 thôi. Cô gái đổ bể. Cố gắng nghe nha, bình thường lắm. Im lặng và thả nhẹ nhẹ thôi. Bởi thả xuống quay đông đi toàn. Không thể yêu nữa. Tay còn cái sư bọng rượu. Thôi đừng đổ thừa. Người kêu năm hôm nay là ngay là một con rắn lên tay thì bây giờ một con rắn lên tay được. Mình hàn khô, bà hồ còn đỡ được cái đâu mà muốn biến thân. Ok. Mua keo 502 giả này, không thì lấy keo 2 mặt á. Dạ, phải gì chưa? Keo 2 mặt mình bẻ được khô thì nó vang. Ừ, ok. Ai, ai quay à? Hắn quay à? Chu, cây được 2 cái. Hắn bên này lên sóng truyền hình đồ. Quay à? Bên này phải make up không được. Mà nó quay thì tầm 7 cái rồi. Sao cả chị luôn. Trước ai? Em quay chị hộ 4 cái phải má. Thì 4 cái chị 2 cái. Nhưng mà quay quay 2 máy hay 1? Lúc này ra. Hầu đang quay 2 cái đấy. Cái đoạn mà chị lên thay là có quay không? Nó viêm như bẻ thôi. Ừ. Đồ nó viêm rồi. Bẻ mồ à? Bẻ đi lên đâu đi đấy đúng cái mặt bẻ là rồi là cái nó cũng sáng nó không có tuổi luôn. Ghê thế hả? Ôi, mặt bẻ rồi. Cười ra phần lên chụp miệng. Yeah. Em từ quay lên quay lên cuối. Tại vì em đứng 4 cái. Em quay cho chị 1 cái nữa. Là 5. Chợ mình đi qua cạnh là sao? Ừ. Hệ trương chứ là chỉ con viêm thôi vậy là cho bạn về cái giá nó đi thôi kìa. Hồi quay cái cuối là còn là còn nhỏ thôi. Anh bên này lên tay chưa ta? Em đứng cả tiếng chưa? Ghê ra. Được. Riêng chuyện gì á, chuyện đứng không có lo cho em. Em đi học em đứng xuống. Dạ, kinh nghiệm vui sẽ đi học bị phạt nhiều vậy. Cái tiết tiết lý tự giác với bạn đứng nhé. À. Cô kêu là mới vừa có lớp 10. Cô kêu em kiểm tra bài tập lần đầu tiên. Không học.
cô em bật chợt cô em cô bảo là cái thiết 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 lý thôi là con đi tự lên kiểm tra và cô đi nghe. Em tưởng là cô quên, ai về cô nói cô làm thiệt, cô nhớ y chang em rồi. Chứ đâu phải như ta đâu mày, ta còn bỏ qua cho mày đấy. Cái thiết lý là cô kêu Ngọc Ánh mà em ở Lý Trân nghe không học là đứng như cả năm luôn. Trong Lý có học cô con không? Có Lý đi thi được 6,5 được tự làm nghe. Ừ, rồi bây giờ đến học xong đứng lên. Chứ có trung bình hay không trung bình gì cũng đi nặng mụn rồi. Thì thầy kêu về lấy bằng. Không, trước mắt cấp 3, cấp 2 tôi điểm rồi đó không được. Bằng nó làm quần vậy trà. Khi nội du thì đi hơn 12 năm thì phải dạy năm vào chỗ hút. Khi năm vào hút nhớ. Thì giàu thì như khi bằng lái xe thì như yêu cầu bằng cái này. Thầu mày của vợ. Em bị mù chữ răng thì bằng lái xe ta. Ủa thì chị có tài xế, chị thuê tài xế. Không phải, xe máy á. Xe máy không cần, nó ô tô á. Ô tô à, ô tô. Ô tô như nó có yêu cầu bằng cấp máy vậy là sao? Làm chỉ có. Không làm chỉ có bà nội. Có chị nó bà nuôi. Không có. Không có là làm chỉ có. Anh Bi có bằng đâu? Học chủ yếu là biết chữ thôi chứ. Biết đọc chữ không biết biết trả lời mấy cái câu làm gì cái đồ bằng liên quan gì. Nhìn dễ thương không em? Đây mà con quỷ nên kìa. Em xin lỗi. Mang bà tay vô ngọn. Tại vì em rửa mặt xong em chưa nhìn nữa. Em muốn nói chuyện với anh này nè, mặt anh trộm vía đó chứ. Da mấy con trai khác em thích mặt vía, trộm vía em đúng không? Trộm vía dữ chưa? Em khen xong cái chị Loan luôn. Ủa? May rồi, may rồi chứ cầm đi kiếm nữa, cầm đi kiếm nữa là gì? Ánh mắt hình viên đạn mới biết người ta. Ánh mắt của ta là hơi bị ác đó mày. Là có mồm bên ngày hôm đó. Cái gì này em nói gì à? Cho em lượt lời nha. Chờ cô đưa vào đi. Mặt như thế mà có gì nhỏ khỉa miên thôi. Ờ. Có người giới thiệu quá. Còn lần đầu. Cô nói cho mình nhỏ à? Ít tuổi em. Chờ em 18. 18 à? 18. Bằng tuổi hay hả anh? Thế em tuổi, em bảo cô đang làm 5 rồi. 18 tuổi, 25 tuổi, em 24 rồi nữa. Em làm đây được 5 rồi nữa. Im nè. Nhiều khi ế lắm em ơi, chứ chờ một. Nhiều khi vô còn nguyên 11 giường. Thế xe với hầm nhiều mà. Xe nhân viên. À, xe ba mình chờ đâu lâu đâu, chờ nhanh mà. Ví dụ đi đúng thời điểm đông thì chờ cũng nhanh mà. Lâu nhất là nửa tiếng mà. Từ từ mi 10 thì 10 á. Chị đang nhìn mà. Liệt cả người.
Tiền đó mới dự đó. Được rồi á anh.